Mình xin chào các bạn nha. Thì hiện tại á mình lại đang có mặt ở Hết Hàng Đầu Nước 10 đó các bạn. Hôm nay mình sẽ đến đây mình cập nhật giá mới nhất dòng xe SH 2020 này vào đầu tháng 9 cho các bạn nha. Địa chỉ của Hết á, là ở ấp Châu Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Thì SH này có hai phản động cơ là 125 và 150. Và 125 á loại phân ra làm hai loại là có phanh ABS và phanh CBS. 150 cũng vậy luôn, có phanh ABS và phanh CBS ha. Bây giờ mình xin báo giá SH 125 mà có phanh CBS đang có giá là 80 triệu 190 ngàn. Như vậy là cái giá này cũng có giảm so với hồi tháng 8 đó các bạn. Mặc dù giảm không nhiều, cũng 1 triệu, còn 1 triệu đồng. Mình xin nhắc lại ha, SH 125 mà có phanh CBS đó thì đang có giá là 80 triệu 190 ngàn. Còn SH 125 mà ABS đó, thì đang có giá là 90 triệu 490 ngàn. Như vậy là cái giá này cũng có giảm luôn các bạn ơi. Giảm đến, không, chỉ giảm vài trăm ngàn thôi, 500 ngàn, cụ thể là 500 ngàn đó các bạn, so với hồi tháng 8. Ha, mình xin nhắc lại, phiên bản động cơ 125 mà có phanh ABS đó các bạn, thì đang có giá là 90 triệu 490 ngàn. Các bạn nhìn nè, phanh ABS là như thế này đó. Rồi đến phiên bản động cơ 150 mà phanh CBS á thì đang có giá là 100 triệu 490 ngàn. Như vậy là cái giá này cũng đã giảm so với hồi tháng 8, liên tục giảm luôn, nhưng mà vẫn trên giá đề xuất nha các bạn. 100 triệu 100 triệu 490 ngàn này thì giảm giá 500 ngàn so với hồi cuối tháng 8 mình báo, và so với đầu tháng 8 thì giảm tới 1 triệu đồng ha. Rồi cuối cùng là phiên bản động cơ 150 mà có phanh ABS. 150 á, các bạn thấy là nó sẽ có số 150 ở đây cho các bạn ha. Còn phiên bản 125 á, thì nó không để gì hết. Các bạn nhìn nè, để trống thế này ha. Còn đây là 150 nè. Phiên bản động cơ 150 á, thì sẽ có giá là 110 triệu 990 ngàn. Như vậy là cũng giảm giá 500 ngàn so với hồi cuối tháng 8, và giảm giá gần 1 triệu đồng so với hồi đầu tháng 8 đó. Nhìn chung thì SH vẫn giảm giá so với hồi tháng 8 nha các bạn, có giảm giá mặc dù là không nhiều. Và cái giá này mình báo là đã bao gồm thuế VAT rồi nha các bạn. Mình xin nhắc lại địa chỉ của Hết nha, là ở ấp Chợ Bích A đó, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Và số điện thoại của băng nhận á, mình sẽ để trong phần mô tả 0964234878 cho những bạn nào có nhu cầu muốn tư vấn về giá cả, chương trình khuyến mãi, trả góp, lãi suất ha. Rồi bây giờ mình xin khoan, để mình xem phiên bản màu độ. Phiên bản màu độ đó các bạn cộng thêm cho mình là 5 triệu 2 đó. Những phiên bản màu độ của SH nha các bạn là 5 triệu 2 ha. Rồi mình xin kết thúc cái phần báo giá xe SH ở đây nha các bạn. Vào đầu tháng 9. Xin chào các bạn nha.